Chặng 13 có lộ trình từ Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, dài 115 km. Trước chặng đua, ban tổ chức đã làm lễ xuất phát và trao giải cho các danh hiệu của chặng 12, với áo trắng cho tay đua Ngô Văn Phương, áo xanh cho Lê Văn Duẩn và áo vàng cho Jiong Zhang. Bước vào chặng áp chót, tay đua Jiong Zhang của Kureo Cycle đang có lợi thế trong cuộc đua giành áo vàng chung cuộc. Với khoảng cách chỉ 11 giây với đối thủ phía sau, Jiong Zhang vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng khi về đích trong nhóm đông cùng hai đối thủ Sagda Perez và Nguyễn Trường Tài. Tương tự như vậy, áo trắng vẫn thuộc về tay Ngô Văn Phương của đội Hà Nội. Điều này khiến chặng cuối vẫn còn nhiều điều để chờ đợi. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Thành Tâm của Hàn Ngọc Trời đã có lần đầu tiên chiến thắng chặng ở giải năm nay khi cán đích trước Nguyễn Minh Luận và Phan Tuấn Vũ. Cũng đã rất lâu rồi Tâm mới được chiến thắng chặng và đã lâu rồi mới tìm lại cảm giác chiến thắng ngày hôm nay. Thì chiến thắng ngày hôm nay Tâm muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn tin tưởng trong Tâm trong thời gian qua, vì thời gian qua phong độ Tâm không tốt và có những cái trở ngại rất là lớn. Chiến thắng ngày hôm nay Tâm cảm thấy rất là vui, và nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì Tâm muốn chiến thắng trước một tốc đồng. Ngày mai, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 sẽ kết thúc với chặng 14 từ thị trấn Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh, dài 147 km. Chiều nay, giải bóng đá vô địch quốc gia 2017 đã tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc vòng đấu thứ 18. Trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa BKMX Bình Dương và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật diễn biến của trận đấu này.